Xin chào, chào mừng các bạn đến kênh của Yota Kids. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái mẫu là bộ đồ dùng học tập Kun cùng Kun vận động mỗi ngày. Đây là bộ dụng cụ học tập siêu Kun mới của Kun nha. Đây là mẫu hợp thiết nha. Mình sẽ gỡ ra cho các bạn xem nha. Đây. Ở bên trong nó sẽ như thế nào ha. Nó gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 món ha. Và ở đây là cái hộp của nó nè. Đó, em thấy cái hộp ha. Hộp nó màu xanh rất là đẹp nha. Và ở phía sau này thì tùy theo cái mẫu hộp mình sẽ có 100% côn sữa tươi ha. Tươi vui như thế này ha. Tùy theo mẫu hộp mà mình có cái ấy ha. Và kích thước này là 36,2 x 26 x 4,5 cm nha. 36,2 x 26 x 4,5 cm. Rồi, cái này mình sẽ mở cái mẫu hộp bút ra trước nha. Đây là mẫu hộp bút bằng thiếc. Đây mình sẽ mở ra ha. Đó. Cái hộp bút này có hai ngăn ha. Một ngăn này là có cái bản củ chương cho các bạn, bản củ chương từ 1 tới 12 chứ ha, chứ phải từ 1 tới 9 không. Rồi, ngăn thiếc. Đó. Rồi, đây là cây thước. Thước côn có hình của gia đình côn là có 15 cm. Thước này dài 15 cm, một bên thẳng và một bên chéo. Hai cây viết chì màu xanh biển. Nếu là màu xanh biển thì sẽ là hai cây viết chì màu xanh biển ha. Và một miếng sticker như thế này nè, nó sẽ như thế này nha. Đó, nó sẽ dán ở đây nè, cộng hơn nó xê dịch đó. Đây là một cái bộ sticker để coi được bao nhiêu hình nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Được 14 hình, có đủ các nhân vật luôn nha. Ba ba, mama, bò mu, chớp chớp, tắm tuốt, bụi. Tắm tuốt nè, ba ba, chớp chớp, khô lô nè. Tắm tuốt, bụi nè. Ủa vậy không có tiến sĩ. Cái này hình này bị thiếu tiến sĩ rồi. Tiến sĩ đơ ha. Rồi ở đây là có cái đồ chuốt như thế này luôn nha. Một cái đồ chuốt nhỏ như thế này. Và bên đây là cái hộp màu. Đây là hộp màu gồm có mấy màu ta? 2, 4, 6 màu. Hộp màu gồm 6 màu ha. Cái này cũng là cái màu sáp luôn. Màu sáp giống như kia. Thì mình sẽ thử cái màu ha. Thử cái màu sáp này coi nó có êm. Nó có êm giống như cái kia không ha. Đây là cuốn tập huyền thoại ha. Tập huyền thoại của mình hôm qua. Đây, mình sẽ quay qua ha. Thử màu sáp như thế nào nha. Đây là màu vàng cũng êm, cái màu này nó sẽ lợt hơn cái màu cũ ha. Một màu, cái màu này thấy nó cũng là màu sáp nhưng mà cái màu nó sẽ đẹp hơn cái kia, hay cái hộp màu cool hay gì không, mình thấy cũng giống vậy, màu nó cũng y chang à. Đó, tô như thế này nha. Đó, tô ra mấy cái màu này nha các bạn. Đây mình đang sử dụng, đây là bộ màu xanh biển nha. Đây là bộ màu xanh biển, thì cái bộ hộp màu cool này sẽ có 4 màu, đó là màu đỏ, màu xanh biển, màu vàng và màu xanh lá. Mình sẽ cho các bạn xem từng màu hết luôn nha. Các bạn hãy coi đến cuối clip để xem được bộ cool này có tất cả bao nhiêu màu nha, màu nó như thế nào, có đẹp không ha. Mình sẽ so sánh từng màu ha. Rồi mình sẽ để cái bộ này vô. Để cái bộ này vô. Mình sẽ rút cái này ra. Để bộ này vô. Cái màu thì mình chỉ thử một bộ thôi ha. Đó, để vô ha. Rồi thử dài là ok, có cái sticker này mình sẽ không lấy ra nha. Ví dụ mấy bạn thích sticker hay gỡ ra dán lên đây ha, hoặc dán ở dưới này hoặc dán trong hộp nha. Rồi mình sẽ để cái hộp bút màu xanh biển ở đây ha. Mình sẽ khui tiếp màu đỏ. Đây là màu đỏ ha. Đây là bộ màu đỏ như thế này nha. Cái thước đâu người ta, để mình mở trong coi có cái thước không. Nếu mà bộ màu đỏ thì ở đây phía sau là có vận động cực vui, sân quà cực đỉnh nha. Đó, cái hình của bạn gia đình cool ha. Rồi, bộ này mình lại không thấy cây thước rồi. Chắc là cây thước rớt ở đâu rồi. À, thước rớt đây nè, khi nó lẫn lẫn ở trong đây nè đó. Rồi, đây là bộ màu đỏ nha. Ở bên trong thì cũng giống như cái kia thôi đó. Rồi, mình cũng sắp lên như thế này nha. Hai cây thước màu đỏ nè. Hai cây viết màu đỏ. Cây viết màu đỏ. Một cái cổ chuốt màu đỏ và hộp màu đỏ nha. Rồi, sticker thì cũng giống như hình bên kia luôn. Nhưng mà nó là màu đỏ. Đây, nếu mà sticker cũ, hình sticker cũ thì nó sẽ màu xanh nè, còn sticker này màu đỏ và hình nó, cái bố trí sticker nó sẽ khác nhau nhưng mà nhìn chung cái hình nó cũng giống nha. Đó, tùy theo bạn khu lô mà lớn nhỏ ha, là xe đạp bạn này nhỏ nè, xe đạp này lớn nè ha. Đó, đây nhỏ này lớn nè. Rồi sẽ để qua nha. Đây mình được hai hộp bút rồi nha, các bạn thấy là mình được hai hộp bút rồi. Bên đây mình sẽ mở tiếp cái bộ màu vàng nha. Đây là bộ màu vàng.
ở phía sau á, ở phía sau bộ màu vàng thì tùy theo mỗi bộ thôi, ở phía sau bộ màu vàng sẽ có thêm cái một cái câu chuyện của Queen như thế này ha: cùng học tốt thế giới massage sẽ yên ấm hơn, cùng chung tay mang đến cho mọi người niềm vui vì trái đất hãy giữ cho luôn xanh sạch đẹp, ta hãy vận động tốt mỗi ngày cùng Queen ha, đi đá bóng, đánh cầu lông, tập thể dục 1 2 3 4, chơi thể thao, chơi đá cầu, hít thở đều 1 2 3 4. Chớp chớp hát tiếp đi nè, mẹ vừa mua sữa Kun được tặng luôn bộ dụng cụ học tập Kun nè. À, rất là nhiều ha. Bài hát cùng Kun vận động mỗi ngày hay quá, các con yêu nhé, học tập tốt và vận động mỗi ngày cùng Kun nhé. Đây là cái bộ màu vàng ha, phía sau có một cái câu chuyện nhỏ nhỏ là rất là vui ha. Rồi, mình sẽ mở cái này ra nha. Đây là bộ màu vàng nha. Mình thấy ha, bộ màu vàng, rồi mình sẽ gỡ ra nha. Mình gỡ cái hộp thiết này ra và gắn cái bộ màu vàng đó, cũng là cái bản của chương luôn. Đây là bản của chương ha. Đây là bộ màu vàng đó. Rồi đây sẽ có cây thước nè, hai cây viết chì, một cái cục chuốt màu vàng, một hộp màu màu vàng đó. Để vô thiết cơ này mình sẽ không gỡ đi nha. Đó. Rồi mình được 3 mẫu thôi. Tiếp theo mình sẽ lấy được cái mẫu màu xanh lá như thế này nha. Đây là mẫu màu xanh lá, mình sẽ thêm màu xanh lá. Mẫu màu xanh lá thì cũng cái câu chuyện giống màu vàng ha. Tùy theo cái mẫu mà mỗi đợt nó ra, nó sẽ có một cái câu chuyện khác nhau, một cái cơn trọng bài khác nhau nha. Đó. Đây là màu xanh lá. Đó. Mình sẽ để chung ha. Xong rồi mình sẽ để chung cho các bạn phân biệt được, so sánh được cái mẫu nào nó có hình gì ha. Nó rất là đẹp nha. Rồi ở đây thêm 2 ký chì màu xanh lá. Thì tùy theo các bạn thích mẫu nào mình hay chọn mẫu đó nha. Rồi mình đã xong, mình đã mở được 4 hộp rồi. 4 hộp đó. Phóng hợp như thế này ha. Các bạn thấy à, để sao cho nó dễ thấy ta, vậy thì nó không thích màn hình rồi. Đây mình sẽ so sánh nha. Màu đỏ, các bạn thích này, màu đỏ này là giống nè. Màu đỏ thì bạn chớp chớp tắm tút nè, ba ba nè, dưới chớp chớp nè, tắm tút mama, ba ba chớp chớp. Đây màu đỏ là giống nè, hình màu đỏ giống nhau. Rồi nếu mà hình màu xanh này nó hình có hình bọ mu nè, mama nè, chớp chớp tắm tút nè. Và bên đây cái này nó sẽ có hình gia đình Kun, không có hình con bò mu vô, nhưng mà nó là có giống vậy, nó cũng bốn hình nhưng mà cái hình nó khác. Vậy là chỉ có màu đỏ với màu xanh lá là hình nó giống ha, còn màu xanh biển với màu vàng thì sẽ hình như thế này ha. Rồi ở dưới này thì nó không khác biệt, chỉ có khác biệt là cái màu vàng thôi, cái màu ha. Tiện là bạn thích màu nào mình sẽ lấy cái mẫu màu đó nha. Rồi mình sẽ mở bên trong nha, bên trong nó sẽ có cái gì khác không ha. Đây là bên trong nha, đây là bên trong, mình sẽ để như vậy cho nó tiết kiệm diện tích nha. Đây là bên trong và đây là bên trong ha. Rồi để coi nếu mà hộp màu mình sẽ so sánh một lúc là 4 hộp màu ha. 4 hộp màu thì nếu mà cầm trên tay như thế này á, thì 4 hộp màu nó sẽ có cái màu khác nhau thôi, nhưng mà cái hình nó vẫn giống nhau nha. Đó, các bạn thấy hình nó vẫn giống nhau ha, và màu bên trong nó chỉ dán cái màu ở ngoài giấy khác nhau thôi, bên trong vẫn đảm bảo cho các bạn là 6 màu nha. Đó. Rồi ở phía sau cũng vậy luôn, đây mặt sau cũng hình giống nhau luôn, chỉ có điều là cái màu nó khác thôi ha. Rồi đây là hộp màu đó, 4 cái hộp màu chất ở đây nha. Rồi cái lục chuốt thì ta mình đã thấy rõ sự khác biệt rồi. Rồi cái cây viết chì mình cũng thấy rõ sự khác biệt luôn nè, cùng màu trung tông màu nè. Vậy bây giờ mình chỉ cần coi cái viết nữa thôi, viết với cái bộ bản của chương. À bản của chương này mình cũng thấy giống luôn nha các bạn. Đây bản của chương cũng giống luôn, chớp chớp cây quạt nè đó, tắm tút đeo ba lô nè, bên đây cũng vậy ha. Bản của chương là giống nha, bản của chương là hộp nào cũng giống nhau, nhưng mà chỉ có cái không, nó cũng giống hết luôn chứ không có khác cái viền nha. Rồi bây giờ tới cây thước, mình sẽ so sánh cây thước thôi ha. Thước này sẽ có hình khác, à màu đỏ với màu xanh lá, màu xanh biển hình giống nè đó, màu vàng, à ba màu xanh lá cũng giống luôn nè đó, hình này cũng giống luôn. Là chỉ có cái màu vàng là hình khác thôi, có màu vàng là sẽ có bạn bầu mu vô nè đó. Rồi các bạn đã thấy mình đã review cho các bạn cái mẫu bộ đồ dùng học tập Kun có hay không. Nếu các bạn thấy hay hãy like cái video của mình ha, và chia sẻ video hoặc đăng ký kênh để theo dõi được nhiều cái clip review đồ Kun hơn nha. Xin cảm ơn các bạn.